Người đàn ông này chính là một tù nhân có siêu IQ 500, anh ta có thể vượt ngục một cách dễ dàng bằng cách uống 20 lít nước mỗi ngày, sau đó ép cơ thể nhịn tiểu một tuần, hàng ngày anh ta chống đẩy 1.000 cái để bài tiết chất thải. Mục đích chính của anh ta là thoát khỏi nhà tù này để thực hiện một phi vụ trộm tiền siêu to khổng lồ, đó là toàn bộ số tiền cá cược đua xe của người dân Mỹ. Vậy kế hoạch của anh ta liệu có thành công hay không, và anh ta sẽ phải đối mặt với những thử thách gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nha. Hai anh em nhà Logan đang lên kế hoạch cướp tiền của trường đua xe, nghe có vẻ như một trò đùa nhưng họ rất nghiêm túc, chính vì thế mô hình của toàn trường đua ra đời. Đây là trường đua lớn nhất cả nước, chỉ trong vòng một năm qua, hơn 300 sự kiện đã được tổ chức ở đây. Ngoài ra, còn có các căn hộ được bán trong trường đua, dành cho những người luyện tập quanh năm ở đó. Cơ sở hạ tầng khác cũng đều có sẵn và đầy đủ. Thậm chí, ở đây còn lực lượng cảnh sát và hệ thống nhà tù riêng. Nó giống thành phố thu nhỏ hơn trường đua. Họ đi đến nước này đơn giản vì quá đen đủi. Gia đình họ có truyền thống xui xẻo, ông ngoại bị mất viên kim cương vô giá, bà cô trúng số độc đắc thì lại làm rơi mất tờ vé số, bố mẹ sau khi ly hôn thì mắc bệnh nặng, cậu em trai Clyde sau khi nhập ngũ thì bị mất một cánh tay. Bản thân Jimmy được kỳ vọng là một cầu thủ ngôi sao, nhưng rồi ước mơ cũng bị dập tắt vì đầu gối có vấn đề, từ đó thành kẻ tàn tật. Tệ hơn là vợ cũ anh dắt theo con gái đến sống với chồng mới đại gia. Đen hơn nữa là Jimmy bị chủ thầu phát hiện đầu gối có vấn đề, thế là họ ép buộc quản đốc sa thải anh. Cả gia tộc chỉ được cô em gái Melly có cuộc sống êm đềm. Lý do Jimmy nảy ra ý định cướp kho tiền cũng chỉ vì nghèo. Đến cả quyền nuôi con gái còn bị cướp mất, đường cùng rồi ngại gì không liều. Anh chọn việc cướp kho tiền của trường đua vì trường đua sụt lún, không bằng phẳng, dẫn đến việc vỡ đường ống nước ngầm. Trường đua thuê đội thi công khắc phục sự cố, và Jimmy đã làm việc ở đây trước khi bị sa thải. Trong một lần tình cờ, đội thi công đã vô tình phá vỡ một bức tường, để lộ ra một hàng ống. Jimmy hiểu rằng đó là một loại ống dẫn khí. Các khoản thu nhập bằng tiền mặt ở trường đua sẽ thông qua ống này, chuyển thẳng đến kho tiền. Chỉ cần xác định nó chuyển tới đâu, cho nổ bức tường là có thể lụm được rồi. Đương nhiên họ cần đồng bọn, vì vậy cả hai đã đến gặp dâu, một chuyên gia bom mìn đang thụ án trong tù. Và lý do khứa này ở đây đơn giản vì cho nổ ngân hàng. Thoạt đầu thì dâu không tin anh em Jimmy cho lắm, vì hai khứa này lúc nào cũng đen hơn mực nữa. Với lại trước khi vào tù anh ta giấu một khoản tiết kiệm không hề nhỏ, nên cũng chả muốn tham gia vụ này. Anh em Jimmy hỏi ngược lại dâu rằng có phải chỗ tiền đó được giấu ở gốc cây trước cửa nhà hay không. Nếu là vậy thì thôi toang rồi ông giáo ạ, cậu em Fitz của anh đã kể chuyện này cho vợ anh. Thế rồi cô ta ôm tiền bỏ trốn cùng người tình. Dâu cay lắm, vừa mất tiền lại bị cắm sừng, thế là anh ấy liền đồng ý, nhưng với điều kiện phải cho hai thằng em của dâu tham gia, như vậy lúc chia phần mới không bị thiệt. Hai tên này tính tình kỳ quái, cứ bắt anh em nhà Jimmy đưa ra lý do chính đáng mới chịu hợp tác. Jimmy đành phải nói ra chuyện khi Melly đang làm việc ở trường đua thì bị tên phó quản lý quấy rối. Thế là hai anh em Sam Fitz đồng ý ngay lập tức. Biệt đội bất ổn đã đủ, mọi người bắt đầu chia ra. Clyde cố tình lao vào cửa hàng tiện lợi, bị tống vào tù sám hối, thành công tụ họp với dâu. Melly được phân công theo dõi xe tù, nắm vững lịch trình của xe. Trong tù dâu và Clyde gấp rút đóng xong hai thùng gỗ lớn. Sam và Fitz vào rừng lấy nguyên liệu chế tạo bom từ bạn dâu. Jimmy thì đi mua các vật dụng cần thiết, đồng thời trộm bản thiết kế trường đua. May mắn anh lại được quản lý cho biết thời gian tu sửa sẽ xong sớm hơn một tuần. Kế hoạch thay đổi, họ phải hành động ngay thôi. Melly tô màu khác nhau cho lũ gián, Sam và Fitz ôm chúng vào công trường, rồi thả chúng vào các đường ống khác nhau để đánh dấu. Hàng ngày Jimmy đều ẩn danh gửi cho kế toán trường đua một chiếc bánh. Cô kế toán Glimmer tưởng đó là quà của người phải lòng mình, nên vừa sung sướng vừa chia bánh cho đồng nghiệp. Tiếp đến, Jimmy lại cố tình tông hỏng xe cô ấy. Lúc giải quyết xong thì hết giờ làm, cửa kho tiền cũng bị đóng lại, thế là chiếc bánh bị bỏ dở ở đó. Sáng hôm sau, khi cửa mở, đập vào mắt mọi người là những con gián của Jimmy bò lổm ngổm. Lập tức Sam và Fitz đóng giả công nhân dọn dẹp để xác định màu con gián, từ đó biết được ống nào là đường dẫn tiền. Mọi thứ đều đúng kế hoạch, chỉ đợi đến ngày là quất. Dâu trong tù cố tình uống thật nhiều nước lã, đến giờ ăn thì phun thẳng mặt ngục trưởng. Thế là dâu được đưa vào bệnh viện chữa trị. Lát sau anh ấy xin y tá cho mình đi vệ sinh, vì là phụ nữ nên cô nhờ Clyde đang dọn dẹp gần đó giúp dâu. Trong nhà vệ sinh, dâu cạy ống thông gió, thông qua đó đi tới xưởng gỗ. Họ gắn hai hộp đã làm sẵn từ trước vào đáy xe tải, rồi hai người trốn vào bên trong, thế là thông qua kiểm tra một cách dễ dàng. Khi cai ngục dừng lại ở trạm xăng, cả hai xuống xe, cùng Melly hướng thẳng đến trường đua. Cùng lúc đó, một cuộc bạo loạn đã nổ ra trong nhà ăn ở ngục tù. Hóa ra, dâu đã bàn bạc với đại ca trong đây từ trước, nhờ đại ca yểm hộ cho mình vượt ngục. Sau khi bạo loạn xảy ra, nhà tù sẽ chuyển sang trạng thái giam giữ cấp độ 1, vì vậy sẽ không ai biết dâu và Clyde không còn ở đây nữa. Cùng lúc đó, Sam và Fitz cho nổ tung trạm thông tin tổng của trường đua, lập tức khiến hệ thống quẹt thẻ tê liệt, bắt buộc mọi giao dịch phải dùng tiền mặt. Điều này giúp kho bạc nhanh chóng đầy ắp, đồng thời làm trường đua không thể kiểm soát được số tiền giao dịch ngày hôm đó. Jimmy thông qua lối đi của nhân viên đến điểm hẹn trước, dâu và Clyde theo ngay sau bằng ống rác, thành công tụ họp với Jimmy. Sau đó, dâu dùng bút xóa, túi nhựa, muối, kẹo cao su chế tạo bom lỏng. Jimmy và Clyde mặt đần thối ra, kiểu cái quần què gì đang diễn ra vậy? Nhìn thấy ánh mắt ngu ngơ đó, dâu cảm thấy bị xúc phạm, lập tức thông não cho hai anh em rốt nát kia. Câu hiểu câu không, hai người đành lựa chọn tin vào dâu. Dâu không định cho nổ tung bức tường, chỉ cần thổi bay nắp ống tiền là được. Anh điêu luyện đẩy quả bom vào ống, thế nhưng quả bom không hề nổ mà bị đẩy ngược ra ngoài. Dâu kiểm tra lại và nhận ra mình xoắn túi ni lông hơi chặt. Sau khi chỉnh lại một chút thì anh ta tiếp tục đẩy nó vào trong. Lần này quả bom nổ
nổ tưng bừng, nắp đậy ống tiền bay màu luôn. Tiếp đến họ nối máy hút vào đường ống, ấn nút một cái là tiền ào ào tuôn ra, cả đám vui sướng nhảy múa không ngừng. Thế nhưng vì một phút lỡ làng mà không may hút cả cánh tay giả của Clyde vào trong đường ống, lập tức cậu ấy nổi khùng lên, muốn phá chiếc máy để lấy lại cánh tay. Sau một hồi nghe Jimmy thuyết phục, Clyde đã bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, khói từ vụ nổ theo đường ống bay ra, nhân viên bán hàng nhìn thấy liền báo cho trung tâm an ninh. Sau một hồi kiểm tra không có gì khác thường, để cho chắc ăn, họ liền cử hai nhân viên xuống kiểm tra. Vừa hay gặp được hai anh em Sam và Fish đang chở tiền ra ngoài bằng xe rác. Cũng may là hai báo thủ nhanh trí đánh lừa được nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên khi đi tới cổng tự động thì xảy ra vấn đề, cánh cửa bị kẹt không mở được. Đợi mãi chưa thấy hai con báo quay về, Joe sốt ruột liền đi kiểm tra. Hai anh bảo an sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân nguồn khói. Hóa ra là tài xế chở xe rác đang ngồi phì phèo điếu thuốc. Nếu để ý kỹ thì sẽ nhận ra người này chính là chủ quán bar nơi Clyde làm việc. Thậm chí còn yểm trợ cho Joe. Giờ thì đủ hiểu anh ta và hội Jimmy là cùng một ruột. Nguyên nhân không đáng ngại, họ nhắc nhở vài câu rồi rời đi. Joe sau khi nhập hội với hai báo thủ thì cũng bó tay với cánh cửa. Cũng may là một lúc sau Jimmy chạy đến và phát hiện nguyên nhân do đứt xích. Nhờ thế mà Sam và Fish mới thuận lợi chở tiền ra khỏi hầm. Sau khi cướp tiền thành công, Jimmy ở lại giải quyết những người khác, chia nhau sơ tán. Sam và Fish một nhóm, Joe và Clyde một nhóm. Đen đủi thay họ lại gặp phải hai tay đua nổi tiếng, trong đó tên tóc xoăn là Chill Blaine, trước kia từng khinh bỉ Clyde nên đã bị Jimmy tẩm quất mát xoa toàn thân. Ngay lập tức hắn nhận ra Clyde, chưa kịp ú ớ gì anh ta đã ăn no hành. Xong việc hai người tụ họp với Melly và chuồn êm. Lúc này đám tù nhân đang chặn camera giám sát và tất cả các cửa để trưởng cai ngục không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong và cũng không dám hành động hấp tấp. Cộng thêm việc lo cho tiền đồ của mình nên ông ta cũng không báo cáo cấp trên. Điều này đã cho Joe và Clyde rất nhiều thời gian. Đại ca nhà tù nhận thấy thời gian hẹn với Joe đã đến thì lập tức châm lửa để chuông báo cháy kêu lên. Trưởng cai ngục không biết chuyện gì, sợ sự việc đi xa hơn nên đành phải thông báo cho đội cứu hỏa đến dập lửa. Nhân cơ hội đó, Joe và Clyde trà trộn vào đám lính rồi lặng lẽ trở về như chưa hề có gì xảy ra. Melly lo xong cho Joe và Clyde thì lập tức quay về cuộc thi, xóa hết mọi dấu vết xong, Jimmy liền tức tốc phi đến buổi biểu diễn để xem con gái tỏa sáng, vừa làm cho con gái vững lòng tin lại vừa có bằng chứng ngoại phạm. Tính đến thời điểm đó mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch. Thế nhưng điều khó hiểu là Jimmy để lại tất cả số tiền cướp được trong xe. Sau khi nặc danh gọi điện báo cảnh sát thì anh biến mất không dấu vết. Vậy là số tiền bị đánh cắp đã quay về với trường đua như chưa từng bị mất. Lẽ nào Jimmy mạo hiểm như vậy chỉ để chứng minh bản thân thôi sao? Những người ở trong đội cũng cảm thấy cực kỳ chán nản. Mặc dù tiền được trả lại nhưng vẫn thu hút sự điều tra của FBI, nhưng đặc vụ Sarah lại không tìm thấy đến bất kỳ manh mối nào. Lúc này Chill Blaine, người có hiềm khích với anh em nhà Jimmy, đang cung cấp manh mối, nhưng FBI không tin lời nói của anh ta bởi vì người đồng nghiệp đi cùng hôm đó với Chill Blaine nói không thấy ai cả. Hóa ra người đồng nghiệp này vì bị Chill Blaine ép uống thứ đồ không tốt khiến anh ta thua cuộc đua, để trả thù anh ấy đã không nói sự thật. Mặc dù lời khai của Chill Blaine vô căn cứ nhưng Sarah vẫn thấy được điểm mấu chốt. Cô tìm ra Jimmy từng làm công nhân ở đây. Đáng ngờ hơn là hai anh em nhà Logan từng đến thăm Joe, vì thế nên FBI đã khoanh vùng họ. Tuy nhiên, cả ba đều có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo. Ngục trưởng sợ mất chức nên khẳng định chắc nịch nhà tù không có vấn đề gì. Clyde và Joe vẫn đang thụ án trong tù, nhưng ông ta cũng nhận ra là mình đã bị dắt mũi. Lão cay cú chút giận lên Joe. 6 tháng trôi qua, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Chủ trường đua muốn FBI dừng cuộc điều tra đơn giản vì khoản tiền mất quá nhỏ, tiền bảo hiểm bồi thường thì lại quá lớn. Quan trọng hơn là sự làm phiền của FBI làm nhân viên trường đua khó chịu, việc làm ăn bị gián đoạn nghiêm trọng. Sarah cũng bất lực, chỉ đành từ bỏ việc điều tra. Còn Joe, sau khi ra tù vẫn luôn đi tìm Jimmy nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Ngay cả Clyde cũng không biết Jimmy đã đi đâu. Joe lại rơi vào trầm tư, rồi anh đi ra ngoài cho khuây khỏa. Đập vào mắt anh là một cái sẻng, đầu anh nhanh chóng nảy số. Và thế là Joe đào được một số tiền lớn dưới gốc cây to trước cửa. Đúng vậy, Jimmy, người đã biến mất trong một thời gian dài, đã mang tiền trở lại. Hóa ra là từ lần đầu gặp Sam và Fish, Jimmy đã biết hai khứa này không đáng tin nên đã lên kế hoạch B. Nhân cơ hội ba anh em đang loay hoay với cánh cửa, Melly nhanh chóng lẻn vào. Họ tranh thủ lấy riêng một số tiền lớn, rồi cho lên xe rác để chuyển ra ngoài trường đua. Người chở xe rác lại là chủ quán bar, cũng chính là đồng đội đáng tin cậy nhất của Jimmy. Cánh cửa bị kẹt cũng là do Jimmy làm, mục đích cũng để câu thêm thời gian lụm thêm được nhiều tiền nữa. Anh chủ động để lại số tiền kia đơn giản chỉ để đánh lạc hướng, khiến cho cuộc điều tra rơi vào bế tắc, đặc biệt làm cho đồng đội lú cả đám. Từ đó không ai dám hé răng nửa lời về vụ việc. Lý do giờ anh mới xuất hiện bởi anh biết FBI sẽ theo dõi di động, cho nên anh đã không đóng tiền điện thoại. Nhưng 6 tháng trôi qua vẫn hoạt động bình thường, cho đến một tháng trước đã bị cắt. Thế là Jimmy biết FBI đã bỏ cuộc. Sớm hôm sau, biệt đội vô cực tập hợp tại bãi rác. Thông qua bộ định vị, họ đào lên số tiền đã giấu, chia đều cho mọi người tham gia phi vụ. Ngay cả đại ca nhà tù cùng cô kế toán cũng được chia phần. Sarah đã đoán ra mọi chuyện nhưng vì không có chứng cứ nên đành nhìn mọi người ăn mừng. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.